Rồi tiếp đến là một cặp trăng sen. Còn bây giờ vườn còn có một cặp trăng sen à. Cái này đi mua bán lại chứ không có nhà không có. Mua lại lần 5 7 cây gì chi cho anh em người vài cây chơi chứ không có. Hồi nãy có ông anh ông điện thoại mà không có thời gian gửi hình cho anh. Bây giờ cứ quay lên đây đi rồi anh xem hay gì đó anh có thấy anh có ok thì anh điện nha. Còn ai ấy trước thì mua trước. Rồi, một cặp trăng sen. Còn lại có một cặp một thôi đây à, nãy giờ ông nhắc mới nhớ chứ thôi không nhớ nữa, không nhớ còn lại một cặp này nữa. Rồi một cặp trăng sen là 300 đây, tỷ lệ nó đây nè anh em xem cho kỹ. Đó. Ốc quẹt nè. Rồi đây là cây số 1. Còn đây cây số 2. Ngay đây. Đó. Một cặp 300 nha, chỉ còn có một cặp 1 thôi. Đó mà lâu rồi không có đăng bán trăng sen. Nó còn sót lại có một cặp 1. Rồi một cặp trăng sen 300. Rồi anh bạn mới về điện thoại nãy đó thì cứ lên xem đi rồi anh có thấy trước thì được thì em điện anh điện cho em. Rồi ok một cặp trăng sen 300. Số 1 đây. Đó. Rồi xin kết thúc.